Hello anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Anh em chuẩn bị đi học rồi đúng không? Chúng ta mua những sản phẩm như thế nào nhỉ? Ở đây thì mình đang có một bộ PC với mức giá đầu tư là cực kỳ hấp dẫn. Anh em đoán xem là bao nhiêu tiền? Thôi, anh em nhìn tiêu đề thì cũng biết rồi. Thì đây là một bộ PC hoàn chỉnh với tất cả những thành phần linh kiện và chi phí đầu tư sẽ là 12 đến 13 triệu đồng hoàn chỉnh toàn bộ thành phần linh kiện, kể cả quạt led RGB. Thật ra bởi vì là ba cái quạt led RGB anh em nhìn thấy ở đây thì đều là quạt được tặng hết, nên anh em sẽ không cần phải quan tâm và lo lắng liên quan đến khu vực là khi chúng ta mua về trông có giống như thế này hay không. Vậy thì cái cấu hình cụ thể của video ngày hôm nay là gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái thành phần mà anh em chưa nhìn thấy ở đây, đó là CPU. CPU được mình sử dụng là CPU AMD Ryzen 5 4500. Thì đây là một mẫu CPU thế hệ mới. Mặc dù anh em nhìn thấy là CPU của AMD chúng ta có dòng 5600 rồi, nhưng dòng 4500 thì được ra mắt sau cái dòng 5600, thì là một mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý. Đây là một trong những cái mẫu CPU có hiệu năng giá thành khá tốt khi mà cái mức giá bán lẻ của mẫu CPU này là 2.900.000. Và để đi một mẫu CPU gọi là Ryzen 5 có 6 nhân thì mình sử dụng một mẫu main dòng B, cụ thể là B450 TUF Gaming. Thì đây là một mẫu main cũng có thể nói là rất tốt, có đầy đủ những thành phần linh kiện để anh em có thể quan tâm. Khe PCIe được bọc thép, 4 khe RAM và có đầy đủ những khe SSD, đặc biệt là khu vực tản nhiệt cho VRM cũng được đầu tư khá kỹ càng. Về mặt lý thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể gắn những cái mẫu CPU dòng cao hơn, ví dụ như AMD Ryzen 7 gắn hoàn toàn ok thôi. Còn về mặt hiệu năng tản nhiệt dành cho CPU, mặc dù ở trong cái phần vỏ hộp chúng ta có sẵn tản nhiệt stock, thế nhưng như thường lệ thôi, mình vẫn sẽ cắm thêm một hệ thống tản nhiệt rời nữa để có thể tản nhiệt được cho mẫu CPU tốt hơn. Thế nên nếu như anh em nào mà quan tâm thì hoàn toàn có thể sử dụng giống như mình. Về thành phần RAM thì ở đây thì mình đã sử dụng là hai thanh RAM 8GB đến từ Kingston. Thì với những mẫu CPU của AMD thì anh em sẽ nghe được hai cụm từ, đó là Dual Channel và Bus RAM, càng cao càng tốt. Thì với Dual Channel, với hai thanh RAM chúng ta đã có được Dual Channel rồi. Thì hai thanh RAM của Kingston này thì anh em hoàn toàn có thể mua được bất kỳ đâu mà anh em thấy, bởi vì sự phổ biến của nó quá nhiều rồi. Còn về thành phần Bus RAM thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy thì cao bao nhiêu? Thông thường thì những mẫu CPU của AMD, cụ thể dòng ví dụ như Ryzen 5 4500, thì chúng ta chỉ cần sử dụng những cái thanh RAM Bus RAM từ 3000 cho đến 3200, vừa tiết kiệm được chi phí. Và cái thứ hai nữa, với Bus RAM như vậy là hoàn toàn thoải mái để chúng ta có thể sử dụng và chơi game. Hầu như tất cả tựa game online và offline anh em chơi thì với 16GB RAM là cực kỳ thoải mái. Và để phục vụ cho nhu cầu chơi game thì chúng ta vẫn cần thêm một mẫu card đồ họa nữa. Thì ở đây mình đang có phiên bản cũng đến từ AMD luôn, cho nó đồng bộ từ A đến Z. Cụ thể cái mẫu card mình sử dụng ở đây là AMD RX 6500XT. Thì với RX 6500XT, với một trong những cái hiệu năng được mình đánh giá là khá tốt, sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin. Thực ra cái mức điện tiêu thụ là rất thấp, chỉ khoảng loanh quanh mình nhớ là khoảng 80W thôi, nhưng vẫn được đầu tư thêm một cổng cấp nguồn 8 pin nữa để có thể cung cấp điện năng đầy đủ dành cho VGA. Và hệ thống ống đồng cũng được trang bị. Phiên bản được mình lấy ở đây là phiên bản ASRock. Anh em có thể nhìn thấy khu vực ống đồng và khu vực nhôm được làm cực kỳ dài, thì với hai fan cái nhiệt độ tỏa ra là vô cùng mát mẻ. Còn liên quan đến khu vực về SSD thì sao? SSD bây giờ thì anh em có thể lựa chọn bất kỳ một mẫu SSD nào mà anh em mong muốn. Thì với Kingston thì sao? Chúng ta có mẫu SSD NV1 cực kỳ phổ biến với mức chi phí đầu tư rất rẻ, 250GB dưới 1 triệu. Và thậm chí những ổ SSD 500GB 1TB chỉ khoảng từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 7 thôi. Em hoàn toàn có thể cân nhắc và sử dụng. Và bộ nguồn được mình sử dụng ở đây là một bộ nguồn 500W. 500W là cực kỳ thoải mái để có thể gánh cái dàn này rồi. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn phần test hiệu năng. Và phần test hiệu năng thì mình sẽ test ở trên độ phân giải là Full HD. Anh em có thể lựa chọn những mẫu màn hình có tần số quét cao để có thể tận dụng được cái cấu hình đang có ở đây.
Nếu như anh em nào mà có 12 đến 13 triệu đồng thì anh em thấy cái cấu hình full AMD mình đang có ở đây có phù hợp với nhu cầu của anh em hay không, hoặc là anh em có bất kỳ một cấu hình nào thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Và bây giờ hẹn gặp lại anh em và hẹn anh em trong những video sau.